Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi luyện tập vận dụng 2, trang 95 sách giáo khoa tuần 6 hành chương tập 2. Câu hỏi ở luyện tập vận dụng 2 có nội dung như sau. Cho góc XOY và điểm N không nằm trong góc đó. Giả sử đường thẳng B đi qua N lần lượt cắt tia OX OY tại C D hình 76. Nêu vị trí của điểm N đối với hai điểm C D. Bây giờ các bạn quan sát vào hình 76 này. Thì đây ta có góc X o, y đây chính là điểm N nằm ngoài góc này. Vậy thì ta có một đường thẳng B này. Đi qua tia OX và tia OY, cắt hai tia này lần lượt ở vị trí C và D. Hãy nêu vị trí của điểm N đối với điểm C và D, quan sát vào điểm N này. Ta thấy này, điểm N thì không nằm giữa C và D. Vậy các bạn viết cho cô. Chúng ta trả lời là điểm N không nằm giữa điểm C và điểm D. Như vậy là cô đã vừa hướng dẫn các em trả lời xong câu hỏi luyện tập phần dụng 2, trang 95, sách giáo khoa toàn xảo cánh trời tập 2. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em được tốt và hẹn gặp lại các em vào các video bài giảng tiếp theo.